Thành tiết lộ muốn bỏ đi đóng phim vì lý do này đây. Có thể nói từ ngày có thêm Quý Tử, gia đình của Lương Thế Thành và Thúy Diễm lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Dù việc chăm con khá vất vả, nhưng hai vợ chồng luôn tỏ ra hạnh phúc, thích thú thay vì mệt mỏi. Gia đình nhỏ này cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội. Nhiều bạn bè và người hâm mộ của cặp diễn viên này mong muốn lập fanpage và fan club cho cậu bé. Hiện tại, con trai của Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã được hơn 2 tháng tuổi. Thế Thành và Thúy Diễm cũng đã quay trở lại với công việc nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, nỗi nhớ con lúc nào cũng canh cánh trong lòng đôi vợ chồng trẻ này. Dù xa con một ngày thôi, cả hai đã thấy khó chịu, không có tinh thần làm việc và muốn về nhà ngay lập tức. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Lương Thế Thành đăng ảnh con trai kèm theo chia sẻ: "Ba đi làm kiếm sữa cho con mà con như vậy sao ba chịu nổi, chắc phải trốn đoàn phim về với con quá." Ở bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp tỏ ra thích thú. Diễn viên Thành được dí dỏm: "Cái mặt cậu bé hài duyên nha, chú không có cửa rồi." Diễn viên Thanh Bình: "Trời ơi, một khuôn mặt, mặt lém quá, hứa hẹn sẽ là một siêu quậy." Thúy Diễm thừa nhận không đủ sữa cho con bú và bị mất trí nhớ sau khi sinh con cho Lương Thế Thành. "Chào Thúy Diễm, cảm giác vừa mới sinh và thấy được mặt của con trai như thế nào?" "Kỳ lạ lắm, ngày thường ở giai đoạn mang thai, tôi vẫn hay tâm sự với con, hay gọi con là em bé ơi, em bé à. Lúc mới sinh em bé, khi bác sĩ để con lên bụng tôi cũng kêu con là em bé ơi, em bé à. Con trai tôi đang khóc bụng đính khi nghe tôi gọi như thế, cảm giác của tôi rất lạ. Tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc trong khoảng thời gian vừa qua. Khi nhìn kỹ lại, gương mặt này vừa lạ vừa thương, càng ngắm con tôi càng yêu hơn. Khi sinh em bé, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất?" "Hiện tại, điều áp lực nhất với tôi là không đủ sữa cho con bú. Cơ địa của tôi khác với người thường, tôi khá ốm, xương lại rất nhỏ. Vốn dĩ bình thường tôi ăn uống cũng không giống người khác. Tôi ăn không đúng giờ giấc. Tôi thích cái gì là ăn cái đó, nhưng toàn đồ ăn vặt, không nhiều dinh dưỡng như bánh tráng trộn, trà sữa. Khi có con, tôi bắt đầu lo lắng và phải điều chỉnh lại việc ăn uống sao cho đúng giờ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, vì tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tôi muốn con có được ít nhất 6 tháng đầu đời bú sữa mẹ, chứ không dùng sữa ngoài. Chị có hơi chạnh lòng khi con trai quá giống ông xã không?" "Vài ngày đầu, con trai vẫn chưa giống ai. Tôi và anh Thành cứ nhìn nhau rồi chọc ghẹo rằng, chết rồi, chắc con lụm thiệt rồi, sao không giống ba hay mẹ vậy nè. Dần dần những ngày sau đó, con càng ngày càng giống ba. Anh Thành bỗng nhiên cũng thay đổi hết mọi thứ. Anh chăm con, cưng yêu con lắm. Nhìn anh và con như thế tôi vui. Niềm vui còn lớn hơn cả suy nghĩ của tôi. 2 tuần sau khi sinh, tôi mới thấy con trai có má lúm đồng tiền giống mình. Mắt mũi miệng đều giống anh Thành. Tôi tự nhủ, sao giống ba không mà không giống mẹ gì hết. Cũng hơi buồn buồn trong bụng. Tự nhiên phát hiện ra con trai có má lúm đồng tiền mới cảm thấy mình được kế chút xíu. Nhưng khó nói trước được điều gì vì em bé còn quá nhỏ. Mỗi ngày con sẽ phát triển và thay đổi. Tôi chỉ mong con được khỏe mạnh, không bị bệnh, phát triển tốt và thông minh là vui rồi. Chị có áp lực về nhan sắc và cân nặng sau khi sinh con không?" "Có chứ, bản thân tôi là một diễn viên, tôi cần giữ gìn ngoại hình của mình để hoạt động nghệ thuật, tôn trọng khán giả. Tôi không muốn quá xấu xí, xô xê quá khi trở lại với công việc. Tôi khá lo, suốt ngày cứ hỏi anh Thành em có mập quá không anh? Sao em thấy ghê quá, em có trở lại bình thường được hay không? Tôi không biết anh Thành nói thật hay nói xạo, nhưng lúc nào anh ấy cũng trả lời rằng không sao đâu, em còn đẹp lắm, em còn ốm lắm, em còn nhon lắm, em yên tâm đi. Tôi nhìn vào gương luôn thấy bản thân mình mập lên, mà anh Thành cứ nói thế." "Sau khi sinh con, khoảng bao lâu cân nặng của chị mới giảm xuống và có chế độ giảm ăn hoặc đặc biệt như thế nào không?" "Một tháng đầu sau khi sinh con, tôi và anh Thành không có thời gian dành cho bản thân. Cả hai vợ chồng đầu tắt mặt tối, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà chăm con. Chỉ cần nghe con khóc ré lên một tiếng là hai đứa quáng quàng lên. Người thì thay tã, người thì hâm sữa, chạy ngược chạy xuôi. Suy nghĩ mong đợi lúc đó chỉ muốn con ngủ ngon. Ví dụ ban đêm thay vì con ngủ khoảng 2 tiếng thì con có thể ngủ nhiều hơn, khoảng 3-4 tiếng để ba mẹ được ké ngủ nhiều hơn. Tôi cũng chưa có suy nghĩ bản thân xấu đẹp ra sao. Mà đến khi gần 1 tháng sau khi sinh, hai vợ chồng bế con đi kiểm tra sức khỏe. Sẵn tiện tôi cũng kiểm tra sức khỏe cho bản thân. Lúc này tôi mới biết mình xuống 10kg chỉ trong vòng 1 tháng. Chị có bị căng thẳng, áp lực khi phải thức đêm trông con và nghe tiếng con khóc cả ngày lẫn đêm hay không? Bây giờ, tôi hay bị giật mình mỗi khi nghe tiếng con nít khóc vì tôi sẽ liên tưởng đến con trai mình khóc. Khi tôi ra đường vô tình nghe người ta khóc, tôi cũng nhớ đến con mình rồi bắt đầu lo đủ thứ. Đó cũng là một triệu chứng stress nhẹ." Nghe anh Thành chia sẻ lúc mới mang thai, chị đi đóng phim quên luôn việc bản thân có thai nên đã leo cây và còn nhảy từ trên cao xuống.
Tôi bị một sự cố là không biết mình có thai. Tôi ký hợp đồng với một dự án phim khá cực, phải đi tỉnh đến mấy tháng. Tôi đóng vai con gái nhà nghèo, bị đụng xe, té sông, leo cây. Khi tôi quay được vài ngày, tôi mới biết mình có thai. Tôi không thể nào bỏ phim được nên phải nhắm mắt làm luôn. Tôi nhớ khi quay cảnh quay đầu tiên là từ trên cao té xuống, bị gãy chân. Tôi cứ làm bình thường, mãi đến khi tôi té xuống ngay cái bịch, tôi cảm thấy đau mới sực nhớ mình đang có em bé. Quay xong tôi bắt đầu lo lắng, tôi phải uống thuốc để chống bị ảnh hưởng đến em bé. Từ lúc này tôi mới ý thức được mình cần phải cẩn thận hơn. Lúc sinh con ở nước ngoài không có mẹ ruột lẫn mẹ chồng chăm, chỉ có tủi thân hay không? Có, tôi tủi thân và nằm khóc một mình. Tôi bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh. Tự nhiên tủi thân ghê gớm dù không ai làm gì mình. Tôi nằm buồn, khóc tức tưởi. Anh Thành từ ngoài đi vào, thấy tôi nằm trên giường khóc, anh cũng quáng lên luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cứ hỏi hoài, cứ từ từ tôi mới đỡ dần. Không có ai chăm sóc nhưng ít ra cũng có chồng kế bên, cũng vơi đi phần nào tủi thân. Trọn bộ ảnh gia đình hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành và thiên thần nhỏ 1 tháng tuổi. Chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi có thêm thành viên mới, Thúy Diễm cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Với tung bộ ảnh cùng con trai đầu lòng, Thúy Diễm cũng chia sẻ đến khán giả về lần sinh nở đầu tiên của mình. Cũng từ bộ ảnh, đôi vợ chồng nổi tiếng khoe cậu con trai kháu khỉnh với nét giống cả cha lẫn mẹ. Sau những hình ảnh nhá hàng cậu con trai đầu lòng trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của khán giả, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tung ngay bộ ảnh gia đình vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ Bảo Bảo. Vốn được biết đến là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng diễn viên, nên ngay khi hình ảnh của quý tử vừa tròn 1 tháng được Thúy Diễm hé lộ, đã không ít người ngưỡng mộ, xích xoa. Nhiều bạn bè và khán giả đã dành cho hai vợ chồng những lời chúc mừng cùng nhiều lời khen dành cho cậu con trai kháu khỉnh. Được biết, tên của cậu con trai được đặt theo tên cha là Lương Thế Bảo, nghĩa là bảo vật, bảo bối quý giá mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng. Tên tiếng Anh của bé là Braden, nghĩa là hoàng tử, là sự dũng cảm với mong muốn sau này bé sẽ là người đàn ông lương thiện. Ở nhà, mọi người hay gọi bé bằng cái tên thân mật là Bảo Bảo. Chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi có thêm thành viên mới, Thúy Diễm cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Cả hai không còn phân biệt được ngày hay đêm, không còn thời gian dành cho bản thân như trước. Muốn đi đâu xa hay muốn làm việc gì cũng phải suy nghĩ sắp xếp. Thúy Diễm tâm sự, tháng đầu tiên khi em bé ra đời cũng là tháng bận rộn và rắc rối nhất của hai vợ chồng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc con. Từ khâu tắm em bé đến tư thế ẵm sao cho đúng cũng khiến cả hai vô cùng vất vả. Dù vậy, khoảnh khắc nhìn ngắm con trai là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà lần đầu tiên hai vợ chồng có được trong đời. Từ khi có em bé, tình cảm của cả hai cũng khăng khít và hiểu nhau nhiều hơn. Bảo Bảo chính là sợi dây gắn kết và mang lại niềm vui cho cả gia đình. Thời điểm mang thai bé Bảo Bảo, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vì muốn đem lại điều kiện tốt nhất cho con nên đã sang nước ngoài sinh bé. Ngược lại, hai vợ chồng phải vất vả tự xoay sở mọi thứ và không có ai giúp đỡ khi ở xa gia đình. Vì không có kinh nghiệm nên hai vợ chồng phải tự loay hoay lên internet học cách chăm con và tìm hiểu về ăn uống để em bé phát triển tốt. Thúy Diễm cho biết, trong cả quá trình ở nước ngoài chuẩn bị sanh, ông xã của cô là người cực khổ nhất vì vừa chăm bà bầu vừa phải lo lắng mọi việc. Khi Thúy Diễm sinh em bé, Lương Thế Thành một tay anh chăm sóc cả hai mẹ con. Nói về khoảnh khắc lần đầu vừa cạn thành công, Thúy Diễm cho hay, tôi bị vỡ nước ói trong lúc đang ngủ nên nửa đêm gọi chồng dậy, thấy vợ chạy nước ói ồ ạt là anh Thành rối lên chạy vòng vòng, chạy tới chạy lui mà không biết phải làm gì, cứ bị rối lên hết. Khi vào đến bệnh viện rồi, ông xã nôn nóng chạy tới chạy lui rất mắc cười. Tôi nhớ là anh Thành trấn an tôi bằng cách bảo rằng có đau quá thì cắn anh hay cắn ai cũng được. Mặc dù rất đau nhưng thấy chồng kế bên thì tôi cũng đỡ được phần nào và cảm thấy yên tâm hơn. Khi được hỏi về vấn đề trầm cảm của các bà mẹ sau sinh, Thúy Diễm thẳng thắn chia sẻ. Tôi nghĩ các chị em rất dễ bị tủi thân, nhưng nếu nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ người thân và chính người chồng của mình thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp theo tôi được biết có người bị bi quan đến nỗi tự tử thì rất là đáng tiếc. Việc suy nghĩ tích cực và nhìn ngắm con mình là liều thuốc hay nhất, bởi mỗi lần nhìn con ngủ là bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến đi hết. Tôi cũng bị trầm cảm nhẹ sau sinh, vì lúc ở nước ngoài một mình không ai bên cạnh, tôi cảm thấy tủi thân lắm. Khi em bé khóc, lại rối lên không biết làm thế nào. Nhất là lần đầu cho em bé bú, bé bị ọc sữa, tôi ôm con trai mà nước mắt cứ chảy, vì cảm giác mình thật là vô dụng. Nhìn vào gương thấy mình tàn tạ, xô xê quá lại tủi thân vô cùng. Những lúc như vậy vai trò của người đàn ông vô cùng quan trọng và sẽ là người cùng mình giải quyết mọi vấn đề. Sau một tháng sinh em bé thì hiện giờ Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc con nhỏ. Thúy Diễm cho biết cô sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cùng các chị em phụ nữ để có thể chăm sóc cho con cái tốt hơn. Cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành sẽ nhanh chóng trở lại với hoạt động nghệ thuật sau khi ổn định việc gia đình của mình.